quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Quân khu 5 tăng cường huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Các cơ quan đơn vị ra quân huấn luyện năm 2019. Phóng sự đưa sáng kiến kỹ thuật sát thực tế. Tự hào lính thợ khu 5. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2019, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu, trực tiếp chỉ đạo luyện tập. Nhờ có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt, các cơ quan đơn vị đã tổ chức luyện tập đúng nội dung kế hoạch đề ra và đạt được kết quả khá tốt. Cấp ủy chỉ huy các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu, làm tốt công tác chuẩn bị về văn kiện, vũ khí trang bị, vật chất, phương tiện bảo đảm. Cán bộ các cấp nắm được thứ tự, trình tự các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thực hành đúng đủ nội dung theo kế hoạch đã đề ra sát thực tế. Qua luyện tập, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ, rèn luyện năng lực, phương pháp, tác phong công tác và khả năng tổ chức hiệp đồng cho chỉ huy cơ quan đơn vị các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các đơn vị trong toàn quân, các cơ quan địa phương đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 5 long trọng tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Tại lễ ra quân huấn luyện, khối 4 cơ quan quân khu xác định tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện nghiêm nghị quyết của Đảng ủy quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Tập trung luyện tập vững chắc cho chỉ huy cơ quan, chú trọng bồi dưỡng năng lực làm tham mưu cho đội ngũ cán bộ các cấp, hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị trên các mặt công tác, đồng thời bồi dưỡng cán bộ, nhân viên về nhiệm vụ quân sự, giáo dục chính trị theo chương trình quy định, xây dựng nền nếp chính quy, thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện và các hoạt động khác. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện năm 2018, năm nay, công tác huấn luyện của các địa phương đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 5 tiếp tục quán triệt phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với nhiệm vụ, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị hiện có, bảo đảm an toàn trong huấn luyện cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Lãnh đạo chỉ huy các cấp đã tập trung đột phá vào khâu yếu mặt yếu, rút kinh nghiệm đề ra những biện pháp cụ thể, nâng cao chất lượng huấn luyện, tập trung quán triệt mục đích yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng truyền thống và kinh nghiệm chiến đấu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, tăng cường khả năng hiệp đồng tác chiến với các lực lượng trong khu vực phòng thủ, tạo bước chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và bảo đảm an toàn giao thông, sẵn sàng người và phương tiện tham gia cứu hộ cứu nạn, giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Với quyết tâm cao, toàn quân khu đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu giành những thắng lợi ngay từ ngày đầu ra quân huấn luyện, có nhiều đơn vị giữ vững danh hiệu, đơn vị huấn luyện giỏi. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo và chỉ huy các đơn vị đã tiến hành ký kết giao ước thi đua, thể hiện ý chí quyết tâm, cam kết thực hiện thắng lợi các nội dung để đạt hiệu quả cao nhất nhiệm vụ huấn luyện năm 2019. Trước đó, đoàn công tác quân khu 5 do Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh quân khu làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại các cơ quan đơn vị. Qua kiểm tra thực tế tình hình mọi mặt, Tư lệnh quân khu biểu dương tinh thần tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, đồng thời yêu cầu lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị phát huy tốt vai trò nêu gương, luôn sâu sát, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ cấp dưới,
nắm, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị kỹ thuật, quan tâm chăm lo đời sống ngoại mặt của cán bộ chiến sĩ, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Phát huy tốt vai trò hiệu quả của các tổ chức quần chúng, nắm và giải quyết tốt tình hình tư tưởng để bước vào huấn luyện với khí thế quyết tâm cao nhất, bảo đảm chất lượng ngay từ những ngày đầu. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến mô hình học cụ đã được các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu hưởng ứng sôi nổi. Từ đó xuất hiện nhiều sáng kiến cải tiến phục vụ tích cực cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục trong lễ ra quân huấn luyện tại Lữ đoàn Thông tin 575 Quân khu 5. Đây là mô hình bảng cáp thành xe, một trong những sáng kiến được đơn vị trưng bày tại lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Với khả năng có thể kết nối với xe tổng đài và được thiết kế giống mô hình thật, sản phẩm giúp bộ đội ít tác động hơn vào trang bị thật trên xe nhưng vẫn bảo đảm tính thực tiễn trong quá trình thực hành huấn luyện. Khi đưa cái mô hình bảng cáp thành xe vào huấn luyện cho bộ đội cũng rất thuận tiện, tức là quá trình cơ động của bộ đội ra ngoài thực địa thì chúng ta không cần phải cơ động xe, rồi quá trình thao tác của đội nó không ảnh hưởng đến cái bảng cáp thành xe. Chính vì vậy chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu ra cái mô hình này để huấn luyện ngoài thực địa trên hậu trường cho bộ đội thành thạo trước khi mà biên chế sử dụng cái xe thông tin cơ động này, và bộ đội sẽ thao tác trực tiếp trên thành xe thì nó hiệu quả hơn. Thì qua cái nhiệm vụ huấn luyện năm 2018 và tổ chức rút kinh nghiệm ấy, thì tiểu đoàn thấy là cần phải là làm một số cái mô hình mới để mà đưa vào khai thác huấn luyện năm 2019 đạt cái kết quả cao hơn, rồi ít gây ảnh hưởng đến cái trang thiết bị sẵn sàng chiến đấu hơn. Như là hiện nay là tiểu đoàn năm 2019 là đưa vào khai thác cái hệ thống bảng cấp thành xe đối với xe tổng đài kỹ thuật số. Bên cạnh đó thì hiện nay đơn vị là có tiếp nhận một số cái trang bị khí tài mới, rất là mới so với cái yêu cầu hiện đại của binh chủng thông tin lạc. Xác định các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện của đơn vị. Mỗi mùa huấn luyện, Lữ đoàn Thông tin 575 đã thường xuyên tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa theo quy định. Đơn vị đã gắn với việc trưng bày các mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, các mô hình sáng kiến cải tiến kỹ thuật có ứng dụng thực tiễn cao trong thời gian qua, như mô hình hầm vô tuyến điện sóng ngắn, sóng cực ngắn phục vụ công tác huấn luyện chuyên ngành, hay thiết kế sơ đồ mạch máy giúp cán bộ chiến sĩ nắm chắc về tính năng kỹ thuật trước khi thực hành khai thác. Từ các sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, Lữ đoàn Thông tin 575 đã làm giảm chi phí trong quá trình tổ chức huấn luyện, giúp cho cán bộ huấn luyện và người tham gia huấn luyện vận dụng tiếp thu được bài một cách dễ dàng, sát thực tế, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Tiểu đoàn Bộ binh 303, Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đang ra sức thi đua bằng những việc làm thiết thực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, đặc biệt là công tác huấn luyện chiến sĩ mới với thành tích cao nhất. Để tạo sự đồng lòng, thống nhất cao trong toàn đơn vị, đặc biệt là đối với chiến sĩ mới, ngay từ những ngày đầu, tiểu đoàn đã phân công cán bộ tiểu đội, trung đội, đại đội thực hiện tốt 5 nắm. Đó là nắm lai lịch chính trị, nắm hoàn cảnh gia đình, nắm phẩm chất đạo đức lối sống, nắm năng lực công tác, kết quả hoàn thành nhiệm vụ, nắm mối quan hệ và bốn cùng với chiến sĩ, cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc, cùng chia sẻ. Gương mẫu đi đầu trong mọi công việc trên tinh thần, lấy tình thương trách nhiệm làm chuẩn mực, hiệu quả huấn luyện làm thước đo, đề cao việc giáo dục bộ đội thông qua việc làm cụ thể của mình, hướng dẫn uốn nắn, kiên trì, tỉ mỉ, cụ thể cho bộ đội từng nội dung, từ cách xưng hô, chào hỏi, đến ăn mặc, sắp đặt nội vụ, vệ sinh, chấp hành chế độ công tác ngày, tuần. Từ những ngày đầu, cán bộ từ tiểu đội đến trung đội nắm tình hình, tư tưởng, hoàn cảnh gia đình của từng đồng chí một, rồi từ đó chia sẻ, động viên, góp phần tạo cái không khí gần gũi, ấm cúng và thấm tình đồng đội. Chỉ mới 10 ngày bước chân vào môi trường quân ngũ, song tân binh Y Giang Nie cùng các tân binh khác trong đơn vị tỏ ra rất chững chạc và tự tin trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong sinh hoạt tại đơn vị.
Từ khi bước vào đây, em đã được các anh cán bộ cấp các cấp và các anh chiến sĩ trước đã giúp đỡ và động viên em, giúp đỡ em trong các công việc. Tình cảm của các anh các cấp và các anh chiến sĩ trước dành cho em như là một người anh cả trong nhà, luôn giúp đỡ và luôn theo dõi và nâng đỡ em trong lúc khó khăn. Năm nay, tiểu đoàn nhận huấn luyện 430 chiến sĩ mới. Trong không khí của buổi lễ ra quân huấn luyện, 100% cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn phấn khởi, tỏ rõ quyết tâm thi đua với phong trào thi đua huấn luyện năm 2019, đó là chủ động đổi mới sát thực hiệu quả, an toàn và phong trào thi đua trong huấn luyện chiến sĩ mới với chủ đề tư tưởng tốt, hòa nhập nhanh, đoàn kết tốt, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm. Phấn đấu 100% chiến sĩ mới kiểm tra thực hiện 3 môn có tiếng nổ, 100% đạt giỏi. Thưa quý vị và các bạn, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, công nhân viên chức lao động quốc phòng trên cả hai miền Nam Bắc đã hăng hái thi đua lao động sản xuất giỏi, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Công đoàn quốc phòng được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, xứng đáng với 18 chữ vàng đã được Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng trao tặng: trung thành, trách nhiệm, sáng tạo, phát triển vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là một bộ phận của Công đoàn Quốc phòng, tháng 5 năm 1949, Công đoàn Vũ khí Liên khu 5 được thành lập. Cùng với đảm nhiệm công tác vận động quần chúng, công nhân, giáo dục chính trị, tuyên truyền thời sự, chính sách, động viên thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân. Từ năm 1951, Công đoàn Vũ khí Liên khu 5 đã đẩy mạnh việc sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật, phục vụ tốt cho các đơn vị chiến đấu, tăng cường sản xuất súng cối 81 ly để tận dụng đầu đạn thu được của địch, chế tạo mìn có sức công phá cao. Ngày nay, công tác tuyên truyền giáo dục thường xuyên được đổi mới. Hàng năm, 100% doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động. Các phong trào thi đua được đẩy mạnh, trong đó lao động giỏi, lao động sáng tạo đã tạo luồng gió mới cho đội ngũ đoàn viên, công nhân lao động phát huy tính năng động, sáng tạo, hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí, định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sử dụng máy móc trang thiết bị, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao. Ban chấp hành công đoàn cơ sở xưởng 38 đã luôn sâu sát, tạo mọi điều kiện để anh chị em phát huy năng lực của mình, không ngừng nghiên cứu, sáng kiến, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, đổi mới sáng tạo, làm chủ máy móc, trang bị kỹ thuật và luôn hướng đến tư duy là tiến đến công nghệ khoa học tiên tiến nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong giai đoạn hiện nay. Công đoàn quân khu thường xuyên hỗ trợ kịp thời những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình gặp hoạn nạn, xây dựng hàng chục nhà mái ấm công đoàn nghĩa tình đồng đội, trợ cấp hàng nghìn lượt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Hưởng ứng chương trình mái ấm công đoàn nghĩa tình đồng đội, trong 5 năm qua, công ty cà phê 15 đã xây dựng được 16 căn nhà trị giá 70 triệu đồng trên một căn, hỗ trợ cho các gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Công đoàn còn là lực lượng nòng cốt trong tham gia xây dựng hệ thống đường trường trạm, hồ đập thủy lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình công nhân của công ty và nhân dân trên địa bàn các thôn buôn liền kề phát triển kinh tế vườn hộ gia đình. Hoạt động công đoàn trong lực lượng vũ trang quân khu 5 ngày càng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công đoàn thực sự là tổ ấm, góp phần quan trọng trong việc xây dựng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện. Trong những năm đến, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu sẽ tiếp tục quan tâm theo dõi, chỉ đạo, nhất là đối với các cơ quan chức năng, giúp đỡ để cho các tổ chức công đoàn cũng như cán bộ đoàn viên công đoàn phát huy hết khả năng, hết năng lực, trách nhiệm trên các cái lĩnh vực hoạt động, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, chế tạo máy móc, đáp ứng ngày càng cao hơn nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong giai đoạn mới.
phát huy truyền thống vẻ vang của công đoàn quốc phòng, cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động quốc phòng, quân khu không ngừng phấn đấu, nêu cao phẩm chất người lính thợ, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Chương trình truyền hình Quân khu 5 xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.